Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn kem nhà đã đến với kênh Thần Nữ Cà Mau. Bữa nay thì cũng sắp tới ngày 1 tháng 6 rồi là ngày quốc tế thiếu nhi. Mà trong xóm của Linh thì có rất là nhiều em nhỏ hay mua hàng ủng hộ Linh. Thì hồi bữa là Linh có bán một nồi bún riêu cho cái cô ở bên Canada nè. Rồi bán một cái buổi tiệc buffet cho cô chú Sáu thì cũng được một ít tiền. Thì bữa nay là Linh dành cái số tiền đó ra Linh mua gà này để Linh làm gà rán nè. Bên đây thì có thịt heo này thì Linh làm cái nhân để mình cuốn hoành thánh. Còn ở đây là lá hoành thánh, hai trứng gà để một lát Linh trộn nhân. Còn bên này thì là ốc, ốc này là con ốc móng tay, Linh mua 4kg về Linh luộc, Linh đã rửa sạch hết cái ruột để Linh xào mì. Này là khoai môn, còn đó là xúc xích nè, rồi cải để làm salad. Thì bữa nay là Linh cũng sẽ làm một cái buổi tiệc buffet nho nhỏ ha, cái này là cũng giống như cái đám nho nhỏ đó. Thì hồi sáng giờ là Linh đi chợ về xong rồi Linh chuẩn bị hết nguyên liệu luôn. Và bây giờ là Linh sẽ ướp gà trước để cho nó thấm ở bên trong. Đến lát mình chiên thì ăn ở bên trong nó cũng có vị, nó đậm đà. Linh cho vô ít hạt niêm, một xíu nước mắm. Và bây giờ thì Linh trộn lên. Cái này là chủ yếu là Linh làm cho các bé nhỏ ăn nên là Linh không có bỏ tiêu. Ở nhà mình thì mình có thể là thêm tiêu vô để cho cái cánh gà của mình nó thơm hơn. Cái này mà sau khi mà Linh ướp hạt niêm với nước mắm thì Linh trộn đều lên. Rồi mình để tầm một tiếng đồng hồ đi cho nó thấm. Và Linh để cái này qua một bên ha. Bắt đầu Linh sẽ làm cái nhân hoành thánh. Lần trước là Linh đãi tiệc buffet, Linh làm cái chả giò rồi nên là bữa nay làm hoành thánh. Mà cái chả giò với cái hoành thánh thì nó cũng giống giống na ná nhau vậy á. Cái nhân thì Linh cũng dùng khoai môn nè. Đây thì Linh băm 1kg thịt. Linh cho vô 2 quả trứng gà. Linh cho vô một ít hạt niêm, một xíu nước mắm. Cái này có củ hành hoặc là hành lá thì mình có thể băm nhuyễn mình bỏ vô ha, để cho cái nhân ở bên trong mình thơm hơn. Lúc này là trộn nè, cho cái khoai môn với cái thịt. Làm chả giò thì hồi bữa là Linh làm nhân tôm thịt, bữa nay là hoành thánh thì Linh chỉ làm thịt không mà không có tôm. Hoành thánh này là Linh cũng chiên. Mới đầu nhìn thấy nó nhiều vậy thôi chứ một lát là nhồi cái bắt đầu nó xèo lại không còn nhiều hết trơn á. Linh có hẹn mấy bé là 1 giờ tới thì chắc mấy bé cũng sắp chuẩn bị tới rồi. Thường là hẹn là mấy bé hay tới sớm hơn tiếng đồng hồ lắm. Linh đi chợ hồi lúc mà đâu gần 6 giờ sáng là Linh đi chợ rồi Linh mua đồ, mua những cái lặt vặt rồi về. Nãy giờ cái Linh gọt rồi bầm thịt đồ rửa thì tới giờ này mới xong nên là ra đây mới bắt đầu làm. Làm cái nhân hoành thánh thì nó cũng dễ hơn cái nhân chả giò nữa, khỏi cần củ cải đỏ, chỉ có mình phải môn thôi. Cái này nếu như mình thích thì mình làm giống cái nhân chả giò cũng được. Bóp cho nó xèo cái phai môn lại. Mấy bữa nay làm gì trời gió hù 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 luôn. Ngoài này là nhúng lửa muốn hỏng cháy luôn á. Cái này là cũng giống như một bữa tiệc nhỏ nhỏ gần 5 mâm á. Linh tháo bên bao tay ra để Linh coi thử cuốn cái này dễ không. Thì hoành thánh là đây, đây là cái lá hoành thánh. Lá này thì Linh mua sẵn á, Linh đặt cái này ở trên thành phố người ta xếp về á. Chứ ở chợ cái nước thì Linh thấy không có chỗ nào bán hết trơn á. Linh sẽ dò cái nhân nè, cái này nó hơi nhiều. Cuốn lại xong mình bóp. Mấy đứa lại sớm quá vậy. Chứ đang gói cái này nè, mới gói luôn á. Nãy giờ đi chợ làm đồ. Xuống đây gói phụ chứ. Bữa nay có mấy đứa lại sớm phụ. Biết gói này không? Nè lấy nè con để đây nè. Ok.
kìa, bên kia cũng quá trời đông mà kìa. Gọi vô đây làm phụ lẹ đi ăn, trời mưa tới rồi kìa. Gọi nè nè. Quỳnh Thánh, qua đây nè, qua đây nè, mấy đứa qua đây ngồi nè. Dạ thôi mấy đứa qua đây cuốn cái đó đi rồi chứ lên rửa rau để làm món khác. Bắt đầu có người phụ là nhanh rồi đó. Dạ bung bung vô đi, bung bung vô trong, kéo kéo vô lên. À, bắt đầu có thợ lại phụ rồi đó. Cái này là cái cải để lên làm salad á, thì lên rửa sạch lại. Bây giờ thì lên sẽ trộn cái dầu giấm để mình làm cái salad ha. Cái cải thì mình để gỗ cho nó gáo nước. Đây lên sẽ cho vô khoảng tầm xíu giấm. Cho muối vô. Lại lên cho ít đường. Chà mấy vô đây ngồi chơi luôn đi cưng. Xong rồi Linh quậy nè, rồi mình để cho cái đường với dầu giấm với muối này nó tan ra. Linh để đây xíu nó tan ha. Tại vì cái muối này là Linh dùng cái muối cục á. Lát khi nào nó tan ra thì Linh mới trộn cái salad vô. Bây giờ qua đây thì Linh sẽ pha bột để làm gà rán. Đựng Hoành Thánh hay gì? Lấy đi, đây nè. Cái này thì Linh dùng 2 bịch bột để mình làm bột ướt và 3 bịch bột để Linh mình làm bột áo. Bột ướt thì mình làm ít hơn bột áo, tại vì bột áo bên ngoài cần nhiều hơn. Ở đây thì mỗi bịch bột ở trên hướng dẫn sử dụng thì Linh thấy là người ta có ghi là cái này là một bịch thì dùng cho 4-5 cánh gà, nhưng mà Linh làm nhiều á cũng dùng được nhiều. Mình cho khoảng tầm 20ml nước, nhưng mà Linh cũng canh chừng, Linh cho nước đại à chứ không có đo. Vi dẫn em vô ngồi chơi đi cưng. Lại cũng sắp đông đủ hết rồi, lại phụ. Ngồi xuống đi con, đừng chọc con chó nha. Đừng thon chó nó ngừ á. Con bé kìa. Suy nghĩ gì đó ba. Hồi bữa làm trái giò rồi, bữa nay làm Hoành Thánh. Dạ con mua ở trên thành phố, con đặt người ta ship vậy không? Cái này Út ở nhà Út tự làm cũng được, cũng dễ lắm. Bột mì với trứng gà. Rồi mình nhồi xong mình cán, phải có cái máy cán đó, nó mới mỏng được, cán tay thì nó hơi dày. Cái này chắc đem vô nhà chiên, ở đây bữa nay gió quá chiên không được. Chiên nó phà gà không chín. Cô lấy khăn cho bạn nha, trẻ bàn kìa Bảo. Ở ngoài kia gió quá à, nên là Linh đem vô nhà Linh chiên cho nó nhanh. Tại vì mấy bé lại hết trơn này. Lâu lắm ông bà cô chú mới thấy lại cái gian bếp của nhà Linh đúng không? Mà từ lúc mà cắt nhà hàng Thôn Nữ Cà Mau tới giờ là làm bếp ở ngoài kia không à, chứ không có làm ở trong nhà nữa. Cái Hoành Thánh này thì nó có cái độ giòn rất là ngon luôn á, nên là bé nào cũng thích hết trơn. Linh thấy dễ ăn hơn chả giò nữa. Bên đây là bếp này Linh đang trụng mì để làm mì sợi. Này nước trụng mì Linh có bỏ vô xíu dầu á,
để khi mà mình bỏ sợi mì vô nó không có bị dính dính. Món cuối cùng đã ra tới rồi. Nãy giờ đợi lâu quá hả? Quá, hai người đẹp trai lắm anh em ạ. Ra đây nè con, đi ra đây. Trời đông quá à. Đông quá, đông quá. Dẫn em vô bảo. Rồi đồ ăn tới rồi nè mấy đứa ơi. Đồ ăn tới rồi nè. Rồi lại đây gấp đồ ăn nè, đồ ăn ra tới rồi nè. Vô đây, vô đây, cô ẩm vô. Ăn dưa hấu nha, ẩm vô ăn dưa hấu. Ôi ôi. Ngồi đâu cho em ngồi đó nè. Rồi mấy đứa qua gấp đồ ăn ăn nè. Ngồi đâu à. Buffet đó, ăn tự ăn đi. Hồi nãy giờ hả, phụ làm mệt dữ rồi. Ê, chị làm cho bây giờ. Lấy rồi. Bây nhỏ đi lấy đồ ăn cho em đi. Rồi lấy cái chế luôn. Rồi bảo để em xuống, con đi lấy đồ ăn luôn đi. Ở bên đây có trà sữa đó nè. Con đứa nào mà chưa lấy được đồ ăn thì lấy nước uống. Uống nước không, đi nước không. Đây nè, đá nè. Nè, lấy đá đi, lấy đá. Lấy đá rồi trà sữa trong bình này nước nước đá lạnh. Cứ lấy xong rồi đậy nắp lại rồi ghi móng vuốt vô để trời gió nó lật. Rồi đây xong vô lấy đồ ăn, ngồi đây xay cối vậy. Ờ rồi từ từ bạn này lấy xong rồi à, tới bạn khác. Nhiều đồ ăn lắm. Ờ xịt ga xịt ga. Rồi đậy nắp lại, đậy nắp lại để đổ. Rồi nè lấy nắp đi, lấy nắp đi nè, đậy, lấy nắp đậy đi rồi chế làm cho. Nhớ đậy nắp lại nha để đổ. Ờ làm nước đi rồi lấy chiền ngay cho bạn, lấy nắp đậy lại đi. Đậy nắp lại, đi chế cầm này cho. Của em cưng phải không? Nè, của cưng nè. Rồi, đậy lại để. Nè, đậy nắp lại. Ai trà sữa qua đây, ai trà sữa qua đây lấy trà sữa. Đại, nè lấy ống hút bỏ vô. Nè đứa nào chưa có trà sữa. Cô Cải có trà sữa chưa? Rồi để cô Linh làm cho. Coi chừng té nha, cẩn thận cẩn thận. Nè của Cô Cải nè. Nè. Rồi mi qua ngồi luôn đi cưng. Rồi lấy mi lấy đồ ăn đi, cái này để chế lấy cho. Ôi mập rồi. Mi qua lấy đồ ăn đi cưng, nãy giờ làm nước cho mấy bạn chưa có đồ ăn. Cứ ngồi gần Củ Cải luôn phải không? Ờ ngồi bên kia hả? Ai chưa có trà sữa? Con nè, cho con luôn. Bảo có chưa con? Dạ chưa, cho em cho 2 ly. Rồi, lấy ly cho cô ba, lấy ly cho dì. Con lấy đồ ăn đi rồi dì ba làm cho. À, có gì mà con lấy 2 ly chơi hình. Rồi con đi lấy đồ ăn cho em với con đi rồi cô ba đem lại. Cho khóc, xong khóc thôi. Nguyên bạn anh nữa. Nè của nó nè. Cho Vi nó kìa, Vi lớn đang mới sinh ly. Đừng sợ. Nè của nó nè. Ờ. Đây trà sữa. Còn ai chưa có trà sữa không? Quay quanh hai. Hỏi nhà. Ăn không? Không biết giờ có trà sữa rồi. Còn nhiều đồ ăn lắm nha mấy đứa, hết rồi qua đây lấy. Tôi gà đây nè, lấy xong rồi để lại chỗ cũ để cho mấy bạn lấy nữa nha. Đừng sợ. Có cái này rồi.
Rồi mấy đứa ăn tự nhiên nha. Ôi ôi. Xin lỗi bạn cô, xin lỗi bạn cô. Sao nặng lên người bạn luôn vậy? Tôi xin lỗi con hơi đậu. Bảo tới năng. Giờ hơi đậu. Thịt mình không được đâu đó. Trà sữa ngon không? Ngon. Ngon. Ăn dưa hấu không ăn gì hết trơn á. Không chịu ăn gì hết trơn. Đậu. Rồi anh Thịnh này cũng uống trà sữa không ăn gì hết trơn vậy đó hả? Bảo lấy dĩa dung quá vậy con. Bảo bữa nay mới về nha ông bà cô chú các bạn ơi. Mới về là được ăn tiệc luôn đó kìa. Hồi đó giờ chưa có ăn tiệc ở đây phải không? Ngon không? Nhớ mấy bạn không? Không nhớ hả? Kỳ vậy. Ăn xong hết gà còn trái cây rồi tráng miệng nha. Hoành Thánh còn nhiều lắm á. Trông bự quá con. Thịnh có ăn thêm gì không con? Ăn được không? Ngon không? Ngon hả? Ngon, ăn nhiều vô nha. Ờ, cô ba cũng ngồi với con hả? Rồi, cô ba ngồi. Đây, con ngồi ở đùi cô ba nè. Mình sẽ đi review nha. Để lấy cho mình ơi. Bạn ngát chưa hả đại? Không biết gì hết. Mình không biết hả? Cười uống một đoạn cốt rồi bạn ngay luôn cái này con mình nha. Bạn chỉ đại bạn không biết gì là bạn ấy chắc là kìa. Uống bấm. Mình ngay luôn cái này đi. Mình ngay luôn cái này cũng được lắm. Đi ra. Đi ra liền. Mẹ có gà gác với xúc xích thêm nha mấy đứa. Ủa gấp cho lại cái gì cho mình nha. Cuốn mình cần. Bạn nữa đó. Bạn nữa đó. Biết nói gì không? Dắt bốn mì cần. Sáng giờ nó tan. Có gì mà. Không phải mệnh. Không phải có mệnh. Ê, không phải mày để lên tối không vậy? Trời ơi, giỏi quá. Mình chắc chắn trong đây là con ốc gì? Mình đúng các bạn, ốc nào chị? Ốc hồi đầu á. Ốc móng tay. Đúng rồi. Ốc móng tay chứ mà chứ đâu. Nó đâu nghe vậy? Hồi đầu á. Để ăn này đi, ngon lắm. Rồi đỡ ăn cái ớt nha. Để ăn nữa đi, ngon lắm nè, ăn này. Ông già lậu. Cầm này ăn ngon quá thiệt. 10 điểm. Cho bỏ này bỏ này ra. Dạ. Cho mấy. Để tôi cho mình với anh nhập đi. Chờ gian liền, chờ gian liền. Đúng rồi. Chờ tóc cũng không đánh nhiều. Mà nó. Các bạn vô duyên giờ lên chạy bỏ luôn giờ. Mấy giờ lên nó chạy đi. Mấy giờ các bạn. Ê, bạn lên nghe chắc của mình nữa. 8 giờ. Không được nói. 8 giờ 100 phút. 5 giờ rưỡi rồi. Có lộn 15 giờ 100 phút. 5 giờ rưỡi. 2 giờ khuya rồi. Bây giờ mình đâu? Hết rồi ta. Cái này mới mình đi cho bạn yêu. Đây. Đi tàn hình rồi, đừng nhìn tôi. Ok. Ủa, làm cái gì ta? Mấy bạn có đói không? Mình lo quá rồi đó. Con nhỏ. À, tôi gấp cho cố vô. Mình có đói mình lo. Hết đang bảo. Thôi cứ gấp cho cố. Đúng rồi đó. Mình ngồi với bạn đó mình muốn điên luôn á. Cái hồi mình đem về cho chứ ăn á. Bạn rảnh quá hả? Nhà mình ba đây cũng có chó nè bạn. Dạ chứ mình làm cái gì mà mình thấy con nó chán không? Không phải, thằng tôm. Vô. Tôm không có ăn buồn quá. Buồn kìa. Nó buồn kìa. Buồn kìa làm gì chó vui, điện các tường lên chó vui. Các bạn quá á. Các tường là bây giờ mình không có ăn. Cái nãy giờ mình nói với Hăng. Ừ. Mình bây giờ ăn ơi, bên về đi mình thăm sĩ. Cho ăn coi mình nói gì, mình nói gì vậy thích không? Ê, hello mấy bạn, mình sẽ review món ăn hôm nay. Review ăn nha. Chứ lên mở cái miếng ra đây là sẽ làm người yêu ăn. Đây nè mấy bạn, đây là gà chiên không dầu. Người yêu ăn đó là ăn vô thấy mùi dầu không không nghe mùi chiên. Hăng. Đây là lý do mình mới cái miếng gì thế anh. Bạn hùng quá vậy hả? Mấy bạn đừng có nói nữa, hồi mình nước cho giò mình luôn rồi đó. Tôi lại không biết rồi. Mở nhiều gì? Con nổi. Mẹ ăn hết trà tao. Đúng rồi mày ăn. Mày gắt luôn á. Ăn xếp rồi có mọi người. Mẹ ăn hết. Ăn hết đi. Mình sẽ... Mình xịt bao nhiêu nè. Mẹ đi mình đắng mình xịt bao nhiêu nè. Từ ớt cho mẹ. Vậy cho mẹ lẻ thêm nữa. Con một nữa thân. Không mát lắm hả? Chập cười cho cố vô sạch luôn. Mẹ đừng có cười nữa. Được cân lắm. Trời rất nhiều. Bây giờ đừng nghĩ hai. Bạn
Ở đây lớp mình cũng ngon vậy ở đây vậy? Cái này là do không có con giấy. Vô đây ăn nè. Vô đây, vô đây. Ai vậy, kim vàng phải không? Vô luôn, vô luôn. Lại trễ quá vậy. Lại đây nè, chạy vô. Lại đây nè, ăn cái gì vô. Coi kim vàng ăn gì. Ăn gì? Lại đây, ăn gì lại đây lấy nè. Bạn này hồi bữa giờ không có lại nè. Ăn buffet vô đây đồ ăn gì, con lấy dĩa tự lấy. Bỏ dép đại đi. Nè, đồ ăn nhóc hết trơn nè, con lấy cái dĩa. Nè, con cầm cái dĩa, xong rồi con ăn gì con tự lấy. Con ăn gì? Ăn này không? Gấp tới không? Ăn gà gán nè, xúc xích hay là mì, con ăn nào? Coi sơ đi, à ăn xúc xích phải không? Gà gán không? Đây đây, cô Linh gấp cho. Kim Giang con ăn gì? Ngồi kế còn chỗ ngồi không? Nhường chỗ cho em ngồi, ăn gà gán không? Mỗi cái miếng nha. Không ăn gà gán hả? Ăn này không? Ăn này không? Thử cái này. Không luôn hả? Ăn xúc xích không hả? Con mì hả? Rồi đợi cô Linh rút cho em cái. Hồi về với Chí Đại nè. Còn chỗ qua đây ngồi với Chí Vi đi. Qua đây ngồi. Nãy ơi. Dẫn hai đứa nó về nha. Dẫn em về nha. Cho em ngồi ké ha. Nè, Vàng ở đây nè, để Chí dẫn cái Vàng qua. Nè con ngồi đây đi, cô Linh lấy ghế cho. Vàng cũng lại đây nè. Để đó đi. Nè. Con ngồi đi, ngồi đại đi, rồi rồi Chế lấy ghế cho Kim Vàng nữa. Rồi con ăn đi, lấy ăn đi dĩa của con nè. Ăn gì lấy ăn đi. Mắc cỡ hả? Xích vô ăn với Chế đi. Vàng qua đây ngồi chung với anh Bảo nè. Ăn đi cơm, lột khẩu trang ra. Lột khẩu trang ra ăn. Đừng chọc em nha, hồi em khóc á. Vàng ăn mì phải không? Không, mình phải tươi cười lên nè. Phải tươi cười lên bé. Ừ, tươi cười lên nè. Cười lên cái này. Cười trong hiệu ngưỡng ngạo. Lửa chùi cháy quá em ơi. Cười theo ép được. Ăn xong rồi hả? Ăn xong rồi để dưới góc này lát chế lên dẹp. Ăn vô ua tráng miệng kìa. Nè Vàng ăn hết, cô Linh gấp nữa nha. Nè. Rồi nhai kỹ nha. Ngon không? Ờ. Thầy Mỹ xíu. Dài quá không? Ngon không? Ừ. Anh Đại đi, nãy ông dẫn con đi hả? Sao anh Đại đi bỏ con vậy? Nè. Ừ, ăn thử vô ua đi. Ăn mạnh mạnh lên đi con. Ăn Đại mạnh mạnh lên, đừng mắc cỡ nha. Em mới lần đầu tiên tới em mắc cỡ. Rồi cho ngồi gần mấy chế đẹp đẹp không nữa. Kỳ dạ. Mắc cỡ không? Có đâu mắc cỡ. Mắc cỡ dữ à. Con vô bản gì? Hả? Đi bộ vô luôn hả? Sao quá vậy? Ăn thêm gì lấy đi mấy đứa, bên đây có dầu ua này, ăn xong ăn vô ua nha. Cầm luôn đi, cầm luôn đi, cầm luôn đi. Hết bàn ngồi rồi nên em ra đây ngồi. Ai nổ nào biết. Bên đó có nước đá lạnh đó nha con. Cô đó hả? Mệt nha. Để dưới đó, để dưới đó dữ lắm á. Chứ thì chân chiều em chút nữa. Chắc cái mùi dĩ gì không? Ngon. Dài quá không? Đất ảo thật đấy. Ờ, con nghe được hả? Vậy con nhai nha. Hết rồi nói cô Linh đúng nữa. Không nè, nó chấm gì nè, chấm nè. Đó, đó, đó vừa đụng rồi, vừa đụng rồi. Hả? Ờ, có bạn hả? Anh Đà, anh chưa sao về trễ quá vậy? Vô ăn nè. Ngỡ ẩu lại. Ngon chưa? Ngon. Ngon không? Ngon. Biết bữa đó, bữa
trường. Yeah. Bữa nay là ngày 28 nhưng mà trong tháng này là qua tháng, cuối tháng, đầu tháng là có ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Ở đây là mấy đứa có ăn quốc tế thiếu nhi không? Tại vì quốc tế thiếu nhi là ngay thứ tư nên là hôm nay ngày 28 là chế làm trước buổi tiệc này nha, để mời mấy đứa nhân dịp là lễ quốc tế thiếu nhi á. Thì bây giờ ăn no rồi đi về phải không? Trước khi về thì sẽ có một phần quà nha. Dạ. Ai ở lại tới tối thì ở lại tới tối. Ở đây ra lần từ đứa đi, đứa nào ra thì ra để chế gửi quà nha. Phần quà này là do một chú ở bên Mỹ gửi tặng nha. Ra lần hai ba đứa thôi. Ra lần hai ba đứa thôi. Ở đây là hồi đó giờ đi học có được lãnh giấy khen không? Dạ. Chưa có lãnh giấy khen hả? Dạ. Trong đây có ai là đi học được lãnh giấy khen không? Dạ. Lãnh giấy khen là được tặng gì? Tuấn sợ. Tuấn sợ hả? Còn mấy bạn còn lại là đi học không có được lãnh giấy khen hả? Em có. Có hả? Rồi bây giờ là chứ Linh cho lãnh giấy khen trước nha, mấy đứa chưa nghỉ hè phải không? Dạ. Bữa nay thì tặng mỗi đứa là một phần bánh kẹo sữa với 10 cuốn tập nha. Giống như là đi học được lãnh giấy khen vậy á. Wow. Rồi chị Đại nè. Này là sổ. What? Cái nào? 10 cuốn sổ. Về nói với mẹ là được lãnh giấy khen cho chứ Linh tặng nha. Rồi đây. Rồi thêm 10 cuốn sổ. Về nói mẹ được lãnh giấy khen nha. Đây con một phần quà. Mẹ cho bạn một tràng vỗ tay, bạn đi học được lãnh giấy khen. Rồi bạn kế tiếp. Một phần bánh kẹo sữa với 10 cuốn tập nha. Yeah. Vỗ tay chúc mừng bạn được lãnh giấy khen. Rồi tới bạn Đông Huê nè, cho bạn một tràng vỗ tay. Bé Tê Nhi. 10 cuốn sổ, vỗ tay cho bạn Nhi. Tiếu quá à. Đi học có lãnh giấy khen không? Dạ có. Có hả? Rồi này lãnh giấy khen lần thứ nhất nha. Tổng kết năm học chưa? Rồi 10 cuốn sổ, rồi vỗ tay cho bạn. Rồi đây. Cái này là đi học năm nào cũng có giấy khen phải không? Yeah. Cái này là lãnh gấp đôi nè, vỗ tay cho bạn. Trời ơi, quá. Đây, 10 cuốn sổ. Rồi vỗ tay chúc mừng bạn đã được lãnh giấy khen. Rồi tới bạn này đi học có lãnh giấy khen không? Có. Giỏi quá à. Rồi đây là lãnh thêm một phần giấy khen nữa nha, nhưng mà không có giấy khen. Vỗ tay, vỗ tay. Sao chỗ vỗ ít chút à? Rồi đây. Rồi có lãnh giấy khen không? Đây là lãnh gấp đôi nè, vỗ tay, vỗ tay. Rồi vỗ tay ngày càng thua vậy. Rồi tặng thêm 10 cuốn sổ để năm sau đi học nha. Rồi vỗ tay, chúc mừng bạn. Năm nay học lớp mấy? Lớp 1 hả? Rồi cũng tặng cho 10 cuốn sổ để năm nay sau vô lớp 2 nha. Vỗ tay chúc mừng. Rồi đây con xé cái thùng đó. Hả? Ờ muốn hết còn nhiều lắm con, cho đủ mà. Đây rồi vỗ tay chúc mừng bạn. Về gần hết rồi nên là vỗ tay ít lại. Đây nè. Gửi con, vỗ tay. Giờ đi về hết ông ngoài vỗ tay chưa. Này của Vi nè. Rồi đây. Rồi vỗ tay chúc mừng Vi nha. Rồi Vi lớn. Đây. Rồi gửi tặng nha, sổ đến năm sau đi học. Hả? Ờ con qua đây lấy bánh với sổ nè. Rồi. Rồi của con nè. Gửi con nha, cái phần của con là cuối cùng nên họ không có sữa nha. À, Kim Vàng năm nay học học lớp mấy vậy coi? Kim Vàng năm nay học lớp mấy, con có đi học không? Chưa học. Chưa học á, thì có lấy sổ không? Lấy sổ không? Có vô học chưa? Lấy rồi bỏ vô. Dạ. Nè. Lấy sổ về để dành đi học nha. Dạ. Rồi, bye bye. Mấy đứa về vui vẻ nha. Đây có bà Thiếm với Thiếm Út hồi nãy giờ phụ lên quá trời luôn. Cái này hơn cái đám năm mâm nữa đó. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là Linh cũng tổ chức cho các bé một cái buổi tiệc nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Ở đây thì hồi sáng là Linh có mua 280 cuốn sổ, là mỗi đứa là sẽ 10 cuốn sổ như thế này và một cái phần bánh, tại vì đây là những cái phần cuối cùng á, nó bị thiếu sữa thì có một cái hộp bánh này với sữa với kẹo. Mà tại vì phần cuối cùng thì nó bị thiếu sữa là do tại vì Linh đặt tới 5 thùng sữa mà người ta giao thiếu một thùng á, nên là những cái bé cuối cùng thì sẽ bị thiếu sữa. Rồi Linh cũng bây giờ thì xin phép là sẽ kết thúc cái video để dọn dẹp phải không bà cô chú các bạn.
thì cũng cảm ơn cái chị ở bên Canada nè, cảm ơn cô chú Sáu và cảm ơn một cái em bên Mỹ đã cùng với Linh tổ chức cho bé một cái mấy bé ở đây một cái buổi tiệc như ngày hôm nay. Thì bây giờ là xin phép là sẽ kết thúc cái video, hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn ở những cái video tiếp theo.